1 2 3. Wow, luôn được nhiều tiền mừng tuổi thế. Em nhớ cất cẩn thận nha. Dạ anh. Mình phải cất tiền ở đây chứ không ai lấy của mình đâu. Ái chà, thì ra luôn tiếp vi giấu tiền ở đây. Từng này tha hồ cho mình mua nhiều đồ chơi. Tết đến rồi. Người đông ơi, em xem anh có cái gì này. Có chuyện gì vậy luôn? Em bị mất bao lì xì ở anh à. Làm sao ở trong cái nhà này lại mất bao lì xì được nhỉ? Hai đứa đâu rồi? Ra đây anh hỏi coi. Có chuyện gì vậy anh? Lùn mới bị mất bao lì xì. Trong hai đứa, đứa nào lấy thì mau trả lại cho anh. Em không lấy, em cũng không lấy. Cả hai đứa đều không lấy. Mà sao lại có nhiều bao lì xì như thế kia? Nếu các bạn nghĩ cậu bé mua vàng lấy thì hãy ấn like video này. Còn nếu các bạn nghĩ người rừng lấy thì hãy ấn đăng ký kênh để anh tiếp đi sớm tìm ra thủ phạm. Đây là tiền lì xì mọi người, lì xì cho em mà. Em có rất nhiều bạn fan yêu quý nên số bao lì xì này là các bạn mừng tuổi cho em đấy. Em có một bao lì xì màu vàng, bên trong đó có một thẻ cao tỷ phú. À? Ơ, cái gì đây? Ai chà, thì ra là mũ vàng. Đây chính xác là bao lì xì của Lùn Tippy. Em mau khai thật đi. Tại sao em lại lấy bao lì xì của Lùn? Em lấy để em đi mua đồ chơi anh ạ. Không ai bảo em à? Đứng ở đây, giơ anh ra đây. Lùn ơi, anh đã tìm ra thủ phạm và lấy lại được bao lì xì cho em. Em đừng buồn nữa nhé. Dạ.